Bộ Công an gửi thư khen Công an thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Ngày 28 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thư khen gửi Công an thành phố Hồ Chí Minh biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, điển hình là khám phá, làm rõ các sai phạm, tiêu cực xảy ra tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra hai cấp thuộc Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 43 bị can để điều tra làm rõ các hành vi phạm tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác. Đây là chiến công xuất sắc của Công an thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện tinh thần quyết liệt, mưu trí, sáng tạo trong tấn công, trấn áp tội phạm. Sự quán triệt và vận dụng thực hiện có hiệu quả các phương châm, nguyên tắc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, qua đó đã góp phần răn đe, phòng ngừa chung, tạo sự minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới đường bộ, bảo đảm an toàn cho người điều khiển. Tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội liên quan đến các trung tâm đăng kiểm. Sáng ngày 28 tháng 12, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới, Cục đăng kiểm Việt Nam ở địa chỉ số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, các máy tính chung của phòng kiểm định xe cơ giới và các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử để phục vụ công tác điều tra. Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp công an các đơn vị, địa phương xác minh, đấu tranh, phát hiện các hành vi tương tự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tập trung thực hiện thật hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tạo môi trường xã hội an ninh, an toàn cho nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết bình yên, hạnh phúc.